bác sĩ thiên tài trộm mộ người tình, sống chung với xác chết 7 năm, chuyện tình kinh dị có thật của thế kỷ 20. Tình yêu có nhiều kiểu, một số thật viên mãn, số khác thì đến từ một phía và thậm chí có những chuyện tình kinh dị đến nỗi ám ảnh. Câu chuyện về bác sĩ Carl Tensler sống ở Florida, Mỹ, sau đây là một chuyện tình như vậy. Carl Tensler là một kỹ thuật viên chụp X-quang, ông gặp Elena Hoyos vào năm 1930 tại bệnh viện Marine của mình. Elena phải nhập viện vì bệnh lao, thời điểm đó bệnh lao là một trong tứ chứng nan y, một bản án tử cho bất cứ ai. Về Tensler, ông đã luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ từ bé, về một vị tổ tiên đã mách bảo rằng tình yêu đích thực của cuộc đời ông sẽ là một người phụ nữ xinh đẹp. Và khi gặp Elena, ông đã tin rằng nàng chính là cô gái trong giấc mơ ấy. Elena là một thiếu phụ người Cuba mới 21 tuổi, còn Tensler là người Đức 55 tuổi. Dù tuổi tác chênh lệch, hình ảnh của Elena luôn xâm chiếm cả trái tim và tâm trí ông, khiến ông luôn điên cuồng chữa trị cho cô. Tensler bỏ qua mọi lời cảnh báo để mở một phòng khám tại nhà, kèm theo những phương thuốc chưa từng thấy trong lịch sử. Cùng lúc đó, Tensler buông lời cầu hôn Elena, dù cô đã đồng ý chữa bệnh nhưng không rõ cô có đáp lại tình cảm của ông hay không. Một phần vì tuổi tác, phần khác cũng vì nàng muốn làm mọi cách để chống lại căn bệnh nan y này. Nhưng dĩ nhiên, trình độ hạn chế cũng như thứ thuốc chưa được công nhận là không đủ để cứu cô. Elena qua đời năm 1931, để lại một mình Tensler đau khổ. Thi hài của Elena được chôn cất trong một hầm mộ, thế nhưng chẳng ai biết rằng Tensler lại có chìa khóa để ghé thăm cô mỗi đêm. Cho đến 2 năm sau, Tensler đã bí mật đánh cắp thi hài của Elena bằng một chiếc xe kéo. Ông khẳng định chính linh hồn Elena đã hướng dẫn ông làm điều đó. Cái xác sau đó được nhồi rẻ và chất bảo quản nhằm giúp cơ thể được đầy đặn sau khi đã phân hủy gần hết. Các khung xương thì được buộc bằng dây đàn, da thì được đắp lại bằng sáp và thạch cao. Thi thể được ông thay quần áo, tóc được uốn lại, đôi mắt mục ruỗng được thay bằng thủy tinh, còn mùi hôi thì được phủ bằng rất nhiều nước hoa. Thế nhưng bí mật cũng không thể nào kéo dài mãi, khi những tin đồn dần dần xuất hiện và lan đến tai chị gái Elena. Tỏ ra nghi ngờ, cô tìm đến nhà Tensler rồi phát hiện ra sự thật kinh hãi ấy. Tensler bị bắt vì tội trộm mộ năm 1940 nhưng lại được thả tự do vì thời hạn của vụ án chỉ kéo dài 7 năm. Còn thi thể của Elena thì được thu hồi và trưng bày ở nhà tang lễ địa phương trước khi chính thức mai táng. Cái xác khi ấy đã thu hút hàng ngàn người đến xem, đa số cảm thấy kinh hãi, số khác thì lại tỏ ra đồng cảm khi cho rằng Tensler chỉ là một người si tình đến cuồng dại. Mà Tensler đúng thực là một người si tình khi ông sau đó còn dám đứng ra hỏi xin xác của Elena. Nhưng thi hài của cô đã được chôn ở một ngôi mộ không tên nên ông đã không thể tìm thấy. Chỉ biết rằng khi ông qua đời vào năm 1952, người ta đã tìm thấy một con búp bê với khuôn mặt giống hệt Elena bên cạnh cái xác của ông.